Xin chào mọi người, hôm nay em xin gửi và chia sẻ cho mọi người cùng xem một cái đĩa trà cổ đời nhà Thanh vẽ tích sen vịt hay còn gọi là gọi là liên áp vân vân. Thì cái đĩa trà của đời nhà Thanh này nó là một cái món đồ bình dân. nó vừa túi tiền cho tất cả những anh em những cái người mà mới đam mê sưu tầm À, yêu thích những cái món đồ bình dân và cái giá trị nó vừa túi tiền Đấy. và đặc biệt món đồ này nó dành cho những người kỹ tính đó là cái món đồ này nó lành lạnh 100 món đồ này nó lành lạnh 100 luôn đó đây là cái 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 tích gọi là sen vịt Đấy. điện tích sen vịt rất là ít gặp đó. Tình trạng thì nó lành lạnh mà đường kính này khá là lớn đây chắc phải là 17 phân 17/5 phân gần 18 phân vân vân đấy men sáng bóng đẹp luôn đồ rất là chuẩn chỉ đó giá trị thì rất là hay luôn Đây là nó vẽ nên một cái khung cảnh yên bình và cái đôi này thì người ta hay nói đúng hơn chuẩn chỉ hơn á thì người ta vẽ đôi này là gọi là đôi thiên nga bởi vì cái con thiên nga này nó là một cái con mà nó nó sống rất là chung thủy bao giờ nó cũng 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 sống đi đôi có đôi có cặp với nhau rất là chung thủy đó thì cái hình tượng con thiên nga nó là một cái hình tượng nó nó thứ nhất là nó đẹp trong mọi khung cảnh trong mọi cái cái cái, 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 cái nét vẽ của cổ xưa và một cái cái hình ảnh rất là thanh bình trong một cái ao sen vừa ao sen vừa đẹp mà uh, có một cái 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 đôi uyên ương nó 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 vui đùa với nhau như thế này thì nó nó rất là hay rất là 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 là, là thanh bình Đấy. thì bác nào mà yêu thích những cái món đồ cổ của đời nhà thanh Đấy. mà tình trạng thì lành lạnh một trăm phần trăm em cũng khá là kỹ tính khi mà để chọn những món đồ uh, lành lạnh À, và giá trị nó vừa túi tiền cho tất cả những ai à, mới siêu tầm à, và tất cả đều được em bảo hành chuẩn cổ suốt đời như thế này cho tất cả những hiện vật và cho tất cả những ai mà có nhu cầu à, muốn sở hữu uh, siêu tầm như thế này em bắt đầu yêu thích thì cứ gọi điện cho em để mà được hữu duyên